Rồi, hello, chào các bạn ạ. Để ngày hôm nay Linh Bó có cái bài gì hay chia sẻ với các bạn ạ. Ngày hôm nay mình Linh Bó có một cái bài người ta chia sẻ như thế này các bạn này. Siết chặt việc phân lô bán nền có giúp hạ nhiệt cơn sốt đất. Thời gian vừa qua như các bạn biết là tình trạng sốt đất đã diễn ra khắp nơi, dường như cả nước luôn các bạn. Ở Việt Nam mình có một điều rất là lạ các bạn. Cứ mỗi lần lên cơn sốt đất như vậy là cơ quan chính quyền và các chuyên gia đều cuống cùng tìm ra nguyên nhân và đề xuất những giải pháp. Nhưng mình hót bạn là má Việt Nam này không bao giờ giải quyết được các bạn ạ. Giải quyết được cái này thì nó lại đã ra khác. Nó không giải quyết được cái gốc của vấn đề, nó không triệt tiêu được các bạn. Thì ngày hôm nay có một chuyên gia là đề xuất thêm một cái phương án là cái này siết chặt cái việc phân lô bán nền hay là không. Các chuyên gia người ta nói là đó là cái chính kiến của họ các bạn ạ. Còn chúng ta là những người làm bất động sản thì chúng ta cũng xem cho biết cho vui thôi, chứ ở đây chúng ta cũng không có bình luận chi về lớn lao gì hết trơn á. Thì ngày nay mình có một cái bài mình chia sẻ lại cho các bạn như thế này các bạn này. Như các bạn biết là luật đất đai của mình đợt vừa rồi là có nhiều cái điều cần sửa đổi bổ sung, nhưng mà đem ra bàn tới bàn lui cho đến bây giờ là vẫn chưa có thực hiện được. Điều này dẫn đến cái tình trạng là buông lỏng kỷ cương, vi phạm luật pháp trong việc quản lý đất đai diễn ra trong một thời gian kéo dài nhiều năm qua, để là những hệ lụy cũng rất là lớn. Thì trong một cái bài phân tích này là bà Vân Anh, vụ trưởng vụ chính sách pháp chế của Bộ Tài nguyên Môi trường, bà ta cho biết luật đất đai 2003 và nghị định 181 chính phủ năm 2004 là cấm việc phân lô bán nền. Có nghĩa là sau cái cơn sốt đất dữ dội lần thứ hai vào năm 2000 đến năm 2002 á, thì chính phủ mới đưa ra cái luật đất đai mới á. Thì trong đó có một cái điều khoản là cấm hoàn toàn cái việc phân lô bán nền. Sau khi áp dụng cái điều này các bạn này, là cái thị trường bất động sản nó rơi vào cái trạng thái đóng băng 3 năm liền các bạn. 2003, 2004, 2005. Đến năm 2006 thì lúc đó thị trường mới ấm ấm lên tí các bạn. Các bạn nhớ lại cái lịch sử các cơn sốt đất của Việt Nam. Thì sau đó nghị định 17 năm 2006 chính phủ là cho phép phân lô bán nền ở một số thị trấn và vùng nông thôn. Về việc này thì chính phủ có hướng mở hơn, thì giao có việc phân lô bán nền cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xem xét cho từng dự án cụ thể và quyết định dự án nào là được phân lô bán nền. Nhờ có những cái hướng mở này mà phần đa có việc phân lô bán nền thực sự đã trở lại và làm cho thị trường bất động sản trở nên sôi động. Các bạn nhớ là cơn sốt từ năm 2007 là 8 là từ cái việc mà chúng ta có những cái quy định mở như thế này các bạn. Thì đợt vừa rồi nó sốt đất nó gai cái chuyện này chuyện kia, cho nên là rất là nhiều người có ý kiến. Ông Đặng Hồng Võ ông ta cho rằng cơ hội phát triển của Việt Nam khá lớn, nhưng mà những cái quy định và những cái bất cập này á, là nó tác động trực tiếp đến thị trường bất động sản và góp phần làm méo mó thị trường. Theo ông Võ có 4 vấn đề mà chúng ta cần phải giải quyết liên quan đến đất đai. Thứ nhất là đất nông nghiệp chúng ta hiện bây giờ là chưa thực hiện tích tụ tập trung có hiệu quả. Cái này mình thấy đúng các bạn. Đất nông nghiệp của Việt Nam bây giờ các bạn về nhìn cánh đồng mình là nó có cảm giác là manh mún. Nó nghĩa là hồi đó chúng ta chia là mỗi nhà một ô nhỏ 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 như vậy. Hồi đó thì nó phù hợp với cái làm nông, nhưng mà ta làm bằng thủ công là nhiều. Nhưng mà bây giờ là đưa hiện đại hóa vào là rất là khó các bạn. Một cái mảnh đất nhỏ nhỏ như vậy thì làm sao các bạn đưa cái máy móc vào, rất là khó. Mà để tập trung nhiều quá thì chúng ta lại cho rằng là ông A ông B trở thành địa chủ. Còn những cái quan điểm như vậy các bạn. Các bạn đi ra thế giới hoặc là các bạn xem những bộ phim người ta làm nông nghiệp các bạn thấy không? Là cánh đồng của họ là phải nói là thẳng cánh cò vai các bạn ạ.
từ đảo này đảo kia là mình nói các bạn là đi cả mấy km như vậy. Và như vậy khi người ta trồng, người ta thu hoạch gì là người ta làm bằng máy móc hết các bạn ạ. Thậm chí bữa nay là người ta dùng máy bay để người ta phun thuốc trừ sâu, hoặc là người ta giám sát là bằng máy bay. Tới mức độ là đất nông nghiệp người ta tích tụ rộng là lớn như vậy các bạn. Bởi vì sao nó các bạn là mình nói không phải là kêu là mình cái gì cũng đem nước ngoài ra mình nói. Các bạn lấy một số thông tin nông nghiệp của nước ngoài các bạn mới không? Ví dụ như ở nước Mỹ rồi các bạn này, nông dân thì chiếm một cái tỷ lệ rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó làm nó nuôi cả nước Mỹ rồi mà nó xuất khẩu ra nước ngoài luôn, là các bạn biết là cái năng suất lao động của họ nó cao cỡ nào. Rồi cái ý thứ hai mà ông ta góp ý thêm á, là hiện bây giờ có việc phát triển nhà đất có rất nhiều ách tắc, đặc biệt là hai cái thị trường lớn nhất là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh á. Những năm vừa qua là chỉ phê duyệt được một vài cái dự án thôi. Thì sau khi chính phủ bổ sung cái nghị định 148 á, thì lúc đó những cái vướng mắc mới được gỡ bỏ, mới được áp dụng đây các bạn. Còn một cái ách tắc thứ ba mà ông ta cho rằng đó là những dự án bất động sản du lịch. Hiện bây giờ trong luật đất đai của chúng ta không nói về bất động sản du lịch, cho nên đợt vừa rồi nó bà có việc mà bán những cái bất động sản liên quan đến du lịch là gặp rất nhiều rắc rối. Ví dụ như dự án là Condotel các bạn này, rồi ông đã ra cái từ như Offitel, rồi ông đã ra thêm là Farm Style. Những cái bất động sản mang tính chất du lịch này bây giờ là cứ ngồi cãi cọ nhau là đất 50 năm hay là đất dài hạn. Đợt vừa rồi là rất nhiều dự án đã bị mắc kẹt ở đây mà hiện bây giờ vẫn chưa có được đặt tay và cũng chưa có cái gì nhà nước để đảm bảo rằng cái đất của họ thuộc cái loại gì. Cho nên đây cũng là một cái vướng mắc các bạn. Người Việt Nam mình bấy lâu nay khi mà được cấp đất á, là hiển nhiên nghĩ rằng đó là đất dài hạn. Họ không có nghĩ đất họ là đất 50 năm đâu các bạn. Sau này mới lục ra lục là đất cấp cho doanh nghiệp hoặc là đất thương mại là chỉ có 50 năm thôi, có nghĩa là đất chúng ta làm du lịch là chỉ cũng 50 năm, vì còn mập mờ chỗ đó. Cho nên là nhiều khi chúng ta cũng có sự lẫn lộn, làm cho nhiều người họ cũng bị hiểu nhầm chỗ này. Những dự án Condotel là phần đa là người ta nói quá sự thật các bạn. Hồi đó người ta mua các bạn nha, họ cứ tưởng rằng đó là đất dài hạn. Sau này mới báo chí mới vào cuộc, mới vẽ lại lẽ ra là đất này là đất cũng chỉ có 50 năm thôi. Và một cái nút thắt cuối cùng nữa là câu chuyện người nước ngoài có được sở hữu đất ở Việt Nam hay không. Câu chuyện này cũng rất là dài các bạn. Hiện bây giờ mình thấy những cái người Việt kiều các bạn này, Việt kiều mình có hai trường hợp các bạn. Việt kiều mà còn quốc tịch Việt Nam á thì không có vấn đề gì, còn Việt kiều mà không có quốc tịch Việt Nam là hiện bây giờ vẫn chưa có sở hữu được đất lâu dài của Việt Nam mình. Đó là một điểm khác đó các bạn. Theo quan điểm cá nhân của mình là người nước ngoài không được sở hữu đất là thì theo mình là cũng hợp lý. Còn đối với Việt kiều là quan điểm cá nhân mình là nên để sở hữu lâu dài, tại vì dù muốn dù không họ vẫn là gốc gác của người Việt Nam mình. Mình bây giờ là có tình trạng là sợ các bạn không? Sợ những thế lực thù địch này nọ nó vào nó sở hữu đất lâu dài là sau này nó gây khó khăn cho có việc quản lý. Nôm na là mình cứ sợ những điều như vậy. Những người nước ngoài thì mình sợ, như ông Trung Quốc thì mình đáng để sợ đấy, chứ còn những người Việt Nam mình, những người là gốc gác, những người là sinh ra từ đất nước Việt Nam chúng ta, bây giờ người ta đi ra nước ngoài người ta ở, còn bây giờ người ta quay về lại thì họ cũng rất là xứng đáng để được sở hữu đất lâu dài. Vì không được sở hữu đất lâu dài cho nên họ không đứng tay được các bạn. Cho nên cũng cuối cùng cũng xảy ra những cái điều mình thấy cũng thật là rắc rối. Mà không đứng tay được đó là về nhờ anh em cha mẹ, nhờ những người thân quen đứng tay các bạn nha. Lúc đầu thì tốt đẹp thì không có sao, nhưng mà lần lần là học sinh rồi cũng đủ chuyện đời hết trơn á, rồi cuối cùng những cái phần thiệt hại là nằm ở những người Việt kiều, rồi cuối cùng là mất luôn tình anh em luôn, rồi mất luôn tình bạn bè, nó bị cướp đất rồi thôi nhá, coi như là mất hết tất cả luôn. Nên đây mình nghĩ rằng đây là một cái nút thắt, nếu như nhiệm kỳ tới quốc hội mà
mà nghiên cứu thì cũng đã đưa những cái người Việt kiều này vào trong một cái dạng xem như là họ cũng là một người của Việt Nam mình được sở hữu đất lâu dài. Như vậy thì nó giải quyết được rất nhiều vấn đề các bạn. Việt kiều họ cũng mong muốn mua đất về làm nhà để ở các bạn ạ, để người ta hưởng cái tuổi già. Rồi người ta cũng muốn về đây sinh sống buôn bán, người ta muốn ở lâu dài nữa, bây giờ họ phải sở hữu lâu dài chứ còn cứ bây giờ cứ nhờ người thân đứng tay rất là khó chịu. Hoặc là mua đất 50 năm họ cũng không có yên tâm. Tại vì bản chất của họ vẫn là người Việt Nam thôi. Họ cũng muốn ở lâu dài cũng giống như người Việt Nam chứ không khác gì ta. Còn dưới góc độ chuyên gia thì ông Lê Hằng Châu, chủ tịch hiệp hội bất động sản, đồng tình với quan điểm là siết chặt tình trạng phân lô bán nền tràn lan. Đó là cái ý của ông Châu. Thì nông na ông ta cho rằng có việc phân lô bán nền, bản chất đất không xây dựng nhà mà đem ra bán là không có sinh lợi. Đồng vốn nào mà đất không tạo dựng cho sự phát triển. Nông na ai mua được đất là cứ chờ đất lên cao rồi sẽ bán. Trước đòi hỏi cấp bách về hành lang pháp lý trong quản lý đất đai thì ông Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường ông Trần Hồng Hà chia sẻ rằng trọng tâm trong cái nhiệm kỳ mới này ngành sẽ tập trung hai lĩnh vực môi trường và đất đai, đặc biệt là khẩn trương xây dựng dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều luật đất đai. Như vậy là những cơn sốt vừa rồi hoặc là những cái điều bất cập về đất đai là một câu chuyện rất là lớn ở Việt Nam các bạn ạ. Tại vì người Việt Nam mình rất nhạy cảm với đất cát. Các bạn nhớ những cái gì mà liên quan đến kiện cáo của mình là dường như 80% là liên quan đến đất cát các bạn. Rồi sai phạm của mình cũng liên quan đến đất cát cũng rất là nhiều. Rồi những cơn sốt mà đạt lên báo nhiều nhất vẫn liên quan đến đất cát. Cái gì cũng liên quan đến đất cát ấy các bạn. Việt Nam mình nói các bạn là đất là một trong những cái giống như một cái tín ngưỡng của Việt Nam các bạn này. Mình đất đã gắn liền với cái cuộc sống của người Việt Nam mình rất lớn. Cho nên những cái quy định đưa ra làm sao mà để ai cũng có quyền sở hữu được một cái nhà với một cái mức giá vừa phải, và đồng thời phải làm sao cho thị trường bất động sản nó phát triển một cách hài hòa, cũng góp phần vào phát triển chung của kinh tế đất nước. Còn ngày mình chia sẻ với các bạn là cái việc phân lô bán nền này có giúp hạ nhiệt sốt đất hay là không? Theo mình là có các bạn. Lịch sử đã chứng minh chính phủ đã từng cấm phân lô bán nền là sẽ giúp hạ ngay cơn sốt đất. Cái việc đầu cơ bất động sản đã giảm đi rất là nhiều. Nhưng mà làm như vậy không để là những cái hậu quả cũng đau tốt các bạn. Làm cho thị trường nó tê liệt thì cũng không có gì gọi là tốt hết. Phải làm sao cho thị trường nó phát triển, nó góp phần đóng thuế cho nhà nước thì cái đó mới là cái chúng ta hướng đấy. Chứ còn làm cho nó tê liệt thì cuối cùng nó cũng chẳng có lợi cho ai hết á. Còn theo quan điểm của cá nhân mình á, là mình cũng không có tán thành việc siết chặt phân lô bán này. Có việc sở hữu đất riêng là đối với người Việt Nam mình đó là một cái tâm lý rất là lớn. Dường như họ thích sở hữu một cái đất riêng để người ta làm nhà các bạn. Chứ còn ít khi ai muốn ở chung cư lắm. Chẳng qua cực có đã họ mới ở chung cư chứ còn nếu có điều kiện với một cái mức giá vừa phải, hạ tầng tốt thì phần đa người ta vẫn thích có một mảnh đất để người ta làm nhà, nông na là như vậy. Còn bây giờ mình đưa ra những quy định siết chặt cái việc phân lô bán nền thì mình cũng đã chặn đi một cái mong ước, một cái sở thích của người Việt Nam mình. Mà cái này là có từ ngàn đời rồi chứ đâu phải có ngày hôm nay đâu các bạn. Mình nghĩ rằng các bạn ở chung cư đây chăng nữa, ngay trong thâm tâm các bạn cũng mong muốn có một mảnh đất rộng để làm nhà. Cùng lắm thì cuối tuần các bạn về đó, các bạn chơi, các bạn ăn dưỡng thì đó cũng là một cái cách. Rồi ngày nay mình có một cái bài nhỏ chia sẻ như vậy thôi. Bye bye chào các bạn ạ. Các bạn nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé. Bye bye chào các bạn.